vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chụp bên cạnh để theo dõi những tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Ronaldo chơi trọn 90 phút trong trận thắng Atletico Madrid. Siêu sao người Bologna trở lại sau chấn thương và cùng chủ nhà Juventus giành thắng lợi 1-0 trước Atletico Madrid rạng sáng ngày 27 tháng 11. Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Juventus chào đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Sau một tuần nghỉ ngơi, phải chơi trên sân khách nhưng Atletico Madrid không ngần ngại chơi pressing tầm cao trên nhà đương kim Serie A. Juventus cũng không tỏ ra nóng vội trong khâu tấn công. Đoàn quân của Vesari bình tĩnh triển khai bóng và kiên trì tìm kiếm cơ hội thông qua những cú sút xa. Từng trường hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa, Dybala đã tỏa sáng rỡ với cú đá phạt đẳng cấp ở phút bù giờ, giúp chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Atletico Madrid buộc phải đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Đây cũng là thời điểm Juventus lùi sâu về phần sân nhà để triển khai thế trận phòng ngự phản công ưa thích. Cơ hội đã đến với các chân sút bên phía Atletico, nhưng trong một ngày phong độ chạm đỉnh, Matthijs de Ligt liên tục có những tình huống vào bóng chính xác để giải nguy cho khung thành Szczęsny. Trên hàng công, Ronaldo chơi đầy nỗ lực nhưng những pha xử lý cá nhân của anh là không đủ để tạo ra sự khác biệt cho hàng thủ của đội khách. Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho Juventus. Đại diện Serie A có 13 điểm sau 5 lượt trận và chắc chắn bước vào vòng 16 đội Champions League với vị thế của đội dẫn đầu bảng D. Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ phải căng sức ở lượt cuối để bảo toàn tấm vé đi tiếp bởi sự nhòm ngó của Leverkusen. Hàng thủ sai lầm Real Madrid không thể đòi nợ PSG. Thi đấu ấn tượng trong phần lớn thời gian của trận đấu, song sự thiếu tập trung cùng một chút đen đủi khiến Real Madrid không thể có được 3 điểm trước PSG. Với lợi thế sân nhà, Real Madrid là đội nhập cuộc chủ động ngay từ đầu. Với sự cơ động nơi tuyến giữa, đội chủ sân Bernabeu kiểm soát tốt thế trận và chơi trên cơ so với đối thủ. Bên kia chuyển tuyến, PSG cố gắng để không quá lép vế, nhưng họ không tạo ra được những pha dàn xếp tấn công thực sự đáng kể. Với những nỗ lực dồn ép, bàn thắng đến với chủ nhà như một lẽ tất yếu. Phút thứ 17, từ một tình huống tấn công bài bản, Van Vede dứt điểm khiến Navas buộc phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Benzema băng vào đá bồi mở tỷ số trận đấu. Những phút tiếp theo của hiệp 1, Real Madrid vẫn là đội chủ động, họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng đáng tiếc là không tận dụng thành công. Điểm nhấn ở 45 phút đầu tiên là pha bóng Courtois nhận thẻ đỏ ở phút thứ 43, nhưng sau đó VAR đã vào cuộc và nói không với quyết định của trọng tài. Bước sang hiệp 2, PSG thể rõ quyết tâm khi tung Neymar vào sân. Tuy nhiên, khi họ chưa có được điều mình cần thì bên kia chuyển tuyến, Real tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Phút thứ 79, Benzema nhân đôi cách biệt cho chủ nhà với một pha chọn vị trí dù đánh đầu thẳng đẳng cấp. Tuy nhiên, cho tới lúc này, sự kịch tính của trận đấu mới được đẩy lên cao trào. Phút thứ 81, từ sai lầm nơi hàng thủ Real Madrid, Mbappe dễ dàng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 khi Sarabia quân bình tỷ số sau đó đúng 2 phút. Những phút còn lại, cả hai đội đều quyết tâm kiếm thêm bàn thắng nhưng không bên nào có được niềm vui. Với kết quả này, Real Madrid cùng PSG đều đi tiếp vào vòng knockout Champions League. Thầy trò huấn luyện Jose Mourinho ngược dòng thắng 4-2 ở Champions League. Để Olympiacos dẫn 2-0 sau 19 phút, Tottenham đã chơi rất quyết tâm và thành quả là giành chiến thắng chung cuộc 4-2 ở bảng B Champions League diễn ra ngày 27 tháng 11. Được chơi trên sân nhà nhưng Tottenham sớm đối mặt với khó khăn khi để Olympiacos có bàn thắng mở tỷ số ngày phút thứ 6. Joseph El Arabi tung cú đá hiểm hóc từ ngoài khu vực cấm địa, bóng găm thẳng vào góc xa biến lỗ lực bay người của thủ môn Gazzaniga thành vô nghĩa. 7 phút sau, mảnh lưới của Spurs một lần nữa rung lên sau tình huống cố định, hàng thủ áo trắng không thể cản phá. Quả đá phạt góc của đội khách tạo cơ hội cho hậu vệ Ruben Semedo thoải mái băng vào định bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Hy Lạp. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Người đặc biệt quyết định đưa ra sự điều chỉnh ngay từ phút thứ 29. Cầu thủ chơi không tốt Eric Dier phải rời sân để nhường chỗ cho ngôi sao Tristan Eriksen. Sự điều chỉnh của Mourinho giúp Tottenham lấy lại thế trận. Đội bóng thành London có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút thứ 45+1 sau tình huống đệm bóng cận thành của Dele Alli. Người kiến tạo là hậu vệ cánh Sergi Aurier. Spurs đẩy cao đội hình tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu và sớm có bàn thắng quân mình tỷ số ở phút thứ 50. Từ đường chuyền của Lucas Moura, Harry Kane tung cú dứt điểm ở cự ly gần, không cho thủ thành Josa cơ hội cản phá. Tiếp đà hưng phấn, gà trống liên tục gây sức ép. Phút thứ 73, Sergi Aurier khiến khán đài sân Tottenham vỡ hòa trong hạnh phúc với pha làm bàn nâng tỷ số lên 3-2. Từ đường chuyền dọn cỗ của Son Heung-min, cầu hậu vệ PSG tung cú dứt điểm gọn gàng, bóng găm vào lưới trong sự bất lực của hàng phòng ngự đội khách. Phút thứ 77, Harry Kane đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Olympiacos bằng pha chạy chỗ và đánh đầu sở trường, mang về bàn thắng thứ 4 cho Spurs. Trận đấu khép lại với màn lội ngược dòng đầy ấn tượng của thầy trò Jose Mourinho. Gà trống sẽ tham dự vào vòng knockout Champions League với tư cách của đội đứng thứ 2 tại bảng B sau Bayern Munich. Xác định 6 câu lạc bộ vượt qua vòng bảng Champions League.
Sau lượt trận thứ 5 diễn ra rạng sáng nay, đã có tổng cộng 6 câu lạc bộ vượt qua vòng bảng cúp C1 châu. Trước khi lượt trận Champions League rạng sáng 27 tháng 11 khởi tranh, đã có 3 đội bóng sớm giành quyền vào vòng knockout là PSG, Juventus và Bayern Munich. Và sau khi loạt trận vừa mới kết thúc, đã có thêm 3 đại diện ưu tú khác chính thức vượt qua vòng bảng. Ở bảng A với việc Club Brugge hòa Galatasaray ở trận đấu sớm, Real Madrid đã chắc chắn giành quyền vào vòng knockout trước cuộc đụng độ với PSG trên sân nhà. Mặc dù vậy, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn thi đấu đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón đối thủ nước Pháp và có được trận hòa 2 đều trên thế thắng. Ở bảng B, Tottenham của tân huấn luyện viên Jose Mourinho đã gây sốc khi để Olympiacos dẫn trước 2 bàn trên sân nhà. Tuy nhiên, với sự trở lại xuất sắc trong hiệp 2, gà trống đã lùa ngược dòng với tỷ số 4-2 để chính thức ghi tên vào vòng knockout ở cúp C1 châu Âu mùa này. Ở bảng C, với trận hòa 1 đều trước Sata, Man City cũng đã chắc chắn có ngôi đầu bảng và là đội bóng tiếp theo ghi danh ở vòng loại trực tiếp. Việc Juventus đội đã chắc chắn đi tiếp, đánh bại Atletico Madrid khiến đại diện Tây Ban Nha vẫn chưa chắc chắn vượt qua vòng bảng. 6 đội đã vượt qua vòng bảng cúp C1 gồm PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Tottenham, Man City, Juventus. Arsenal phải đền bù bao nhiêu nếu sa thải Emery? Trước màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng và cơn thịnh nộ của người hâm mộ, bài nào Arsenal cần nhắc sa thải về Emery? Emery đến với Arsenal vào mùa hè 2018 bằng một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều đó có nghĩa, nếu Emery chia tay Arsenal sau khi mùa giải 2019-2020 kết thúc, pháo thủ sẽ chẳng mất đồng nào để đền bù cho vị trí lượt ra người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nếu kết thúc hợp đồng trước thời hạn với Emery, điều mà ban lãnh đạo Arsenal được cân nhắc vì thành tích bết bát của đội bóng, pháo thủ thành London vẫn phải bồi thường khoảng 4 triệu bảng cho vị trí lượt ra người Tây Ban Nha và đội ngũ của ông. Được biết, mức lương của Emery tại Arsenal rơi vào khoảng 6 triệu bảng một mùa. Arsenal đang trải qua mạch 6 trận liên tiếp không thắng trên một đấu trường. Cuối tuần qua, The Gunners còn bị cầm hòa ngay trên sân Emirates bởi đội bóng đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ là Southampton. Thậm chí phải đến phút thứ 90+6, Arsenal mới tìm được bàn gỡ hòa 2 đều. Vì thành tích bết bát như vậy, Arsenal đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 18 điểm sau 13 vòng đấu, cách top 4 khoảng cách lên tới 8 điểm. Chỉ gắn đích thứ 3, Ronaldo một lần nữa không dự lễ trao giải của ống vàng. Siêu sao Cristiano Ronaldo được cho là sẽ không thể chiến thắng ở giải thưởng của ống vàng 2019. Chính vì thế, nhiều khả năng anh cũng sẽ không tham dự gala trao giải. Lễ trao giải của ống vàng 2019 sẽ được diễn ra vào ngày 2 tháng 12 tại Paris. Mới đây, từ Mundo Deportivo và từ Marca tiết lộ, Lionel Messi sẽ đánh bại hai đối thủ Cristiano Ronaldo và Virgil van Dijk để đoạt danh hiệu cá nhân cao quý này lần thứ 6 trong sự nghiệp. Cũng theo tờ báo này, ban tổ chức trao giải của ống vàng đang cố gắng thuyết phục Ronaldo tham dự. Nguyên nhân là do anh đã biết mình sẽ chỉ đứng thứ 3 sau Messi và Van Dijk. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo vắng mặt trong lễ trao giải danh giá này. Năm ngoái, cả anh và Messi đều không tham dự sau khi biết tin Luka Modric là người chiến thắng. Nếu những thông tin này chính xác, thì Messi sẽ trở thành người đầu tiên 6 lần giành danh hiệu của ống vàng. Anh sẽ chính thức vượt mặt đại kình địch Ronaldo, người hiện mới chỉ 5 lần được vinh danh. Không ít người hâm mộ cho rằng nếu những gì từ Mundo Deportivo tiết lộ là sự thật, thì đó sẽ là điều bất công với trung vệ Van Dijk, người đã cùng với Liverpool vô địch Champions League 2018-2019, đồng thời thi đấu xuất sắc trong cả mùa giải. MU giấu nhẹm sự thật chấn thương của Pogba. Theo báo giới Anh, Paul Pogba đã hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng Manchester United đã giấu nhẹm sự thật. Trong nỗ lực gây áp lực để được chuyển tới Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, Pogba đã từ chối ra sân cho máu MU. Tuy nhiên, vì không muốn mất uy tín, quỷ đỏ đã cố tình giấu nhẹm tình trạng của tiền vệ người Pháp với thông báo rằng cầu thủ này vẫn đang gặp vấn đề ở mắt cá chân. Theo giới thạo tin, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chấp nhận chuyện Pogba sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Song ban lãnh đạo MU muốn thu về số phí chuyển nhượng lớn nhất có thể cho tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, việc Pogba từ chối thi đấu có thể khiến MU gặp bất lợi trong đàm phán. MU kỳ vọng sẽ thu về 130 triệu bảng từ việc bán Pogba. Từ trận hòa 1 đều với Arsenal tại Old Trafford vào ngày 30 tháng 9 đến nay, Pogba chưa góp mặt trong trận đấu nào của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, khi thông tin này xuất hiện, Pogba cũng đã phản pháo bằng cách đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video để chứng minh anh bị chấn thương thật. Cụ thể, Pogba gặp vấn đề về mắt cá chân và đang trong tiến trình hồi phục. Trong đoạn video này có cảnh chân phải của Pogba được băng bó toàn bộ và được nhân viên y tế xoa bóp để phục hồi.
Tuy nhiên việc sang Dubai rồi Miami để điều trị cũng khá là cầu kỳ. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh và tiếng Trung bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.